Chị luộc à? Con để đây nhá. Rồi, ok. Rồi. Qua ăn bỏ đàn cái gì đó bỏ như này. Phá đám à? Nhiều quá. Nhiều quá. Nhiều quá. Mình về đúng rồi, 10 phút nó luộc cây nó đang đi cởi cho cái gì đâu. Kéo vải nó thì người ta chú ý lấy thì mình không. Em lên xe nào cũng không được. Cởi cơ đi kể về nó xe thì là đóng cây. Tao còn bảo cho đến tỏi đấy. Tao phải cho đến tỏi mà nghe 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 cho đến tỏi mà n